Vũ về chỗ làm việc đi, chứ Vũ ngồi đây Phúc mất tập trung quá. Đuổi đi. Chị nói nghe nè, chị nhất định sẽ theo đuổi dự án này tới cùng. Chị em mình hợp tác vui vẻ với công ty ha. Ok, nhất định đi. Ok. Ok. Yeah. Sao mấy bữa nay nhìn Vũ lạ quá vậy? Thôi không muốn trả lời thì thôi. Mọi người ơi, hôm nay cuối tuần rồi, tụi mình đi ăn sushi xong rồi mình đi quậy nha. Ủa, Vũ, đi chung mọi người cho vui nghe. Mắt đi tập ta rồi. Như vậy nàng mới thích. Hey, chụp đi, chụp đi, chụp đi. Vậy cũng được á. Chụp nữa, chụp nữa. Đứa nào cũng đẹp hết trơn á. Trời ơi, chụp ứng. Ê, mấy bà có để ý không? Dạo này ông Vũ á, ông cứ sao sao á. Ờ, đúng rồi. Trời ơi, cái thằng cha đó đó, từ lúc mà bước chân vô cái công ty này nè, là tôi thấy không có bình thường rồi. Bà đó, hên là không dính vô ổng á. Hey, mỗi ngày đổi một phong cách mới ghê nha. À, tôi thấy ổng bệnh lắm nghe. Nghĩ sao ạ? Đi bằng đồ vét mà đi mô tô. Mô tô quá nghe. Y như con kiến mà kể con cầu cào vậy má. Trời ơi, thấy ghê lắm. Có ngày bận đầm đi mô tô luôn á. Hey, có khi nào ổng bị điên thiệt không? Không điên đâu. Chậm mới ra. Không điên, không có điên. Đẹp quá. Trời ơi, được ghê á. Every
có chuyện gì không? À, ở đây còn ghế trống, chúng tôi có thể ngồi được. Hai người mới yêu nhau hả? Vậy có thể ra đằng kia ngồi cho tôi làm việc không? Xin giới thiệu với Phúc, đây là người yêu của tôi. Ngồi đi em. Khỏi giới thiệu nhìn là biết rồi. Nè, đang đau khổ kìa. Ta biết ngay mà. Nàng yêu ta chết lên chết xuống mà cứ là bộ hoài. Xin lỗi, đã làm em đau. Ngàn lần xin em tha thứ. Chúng tôi ngồi đây có vấn đề gì không? Nếu như mà hai người âu yếm xong rồi á, thì có thể ra đằng kia không cho tôi làm việc? Phúc à, có thật sự là Phúc cảm thấy bình thường không? Ủa, chứ sao? Phúc à, Phúc đừng chịu đựng nữa. Đừng giấu tình cảm thật của mình nữa. Cái gì? Cái gì giấu? Phúc đang ghen đúng không? Đang ghen đúng không? Ủa có ghen gì đâu. Tại sao phải ghen? Em đừng có hiểu lầm nha. Chị với anh Vũ không có gì hết trơn hết trọi á. Thì thiệt ra là lúc trước cũng có tìm hiểu nhau nhưng mà không có hợp. Bây giờ chị cũng có gia đình rồi. Nhưng mà Vũ là người tốt. Bởi vậy em cố gắng giữ gìn hạnh phúc đi ha. Chị đi giúp. Phúc. Năm 50% nữa đi. Muốn có gì á gọi em nữa nha. Có sao gọi em nó nhanh. Đường bị hung mà vừa phải tốn tiền nữa. Trời la ổi. Em gái, cho anh hỏi giấy in nhiệt loại lớn nằm ở đâu ạ? Anh Như Long bên trên ghế anh. À, cảm ơn. Em, quyển sách này có tựa lạ nè. Xương trên lá ổi á, em mua đi. Trời ơi, em tưởng gì? Quyển sách này tụi bạn em mới đọc rồi hả? Trên mạng người ta bình luận đầy ra, anh không nghe hả? Người ta còn nói cái này là thảm họa của văn học đó. Ủa vậy đó. Thôi anh dẹp lên đi. Em mà cầm quyển sách này trên tay hơn người ta hả? Tưởng như là bị khùng đó. Thôi. Xương trên lá ổi. Hội chứng xương trên lá ổi. Ai không cảm được Phúc thì sẽ không hiểu được kiểu văn chương gân guốc của cô. Nhưng những ai thích sẽ phải đọc quyển sách này rất nhiều lần. Bản thân tôi đọc tới sờm đầu, tóc tai rối bù, vẫn không thể nào buông quyển sách ra được. Cái đó gọi là hội chứng xương trên lá ổi. Ba cái comment bình luận nhảm nhí, dài lê thê ai đọc. Hội chứng xương trên lá ổi. Thiên Vũ. Cái thằng này được trả tiền nhiêu mà nó khen dữ vậy ta. Thằng này được mướn chắc luôn nè. Có thiệt không ta?
gì? Gì đây? Đề văn á. Coi xong rồi làm gì? Này chị cho dặn ý tao nghe. Không. Đó là mình làm luôn nguyên bài chứ mình đừng làm nửa chừng vậy. Chị làm nguyên bài đi xong rồi đi học được cái. Em vô lớp các em làm kiểm tra mà cô cho biết trước đề ai vậy? Có cô, tại vì cô nhắc đi nhắc lại cái đề này nhiều lần quá cho nên em nghĩ là chắc chắn 100% là cô ra đề này. Chị mở sách văn mẫu ra coi đi. Trời đất ơi, chị không đi học có mấy năm mà sao chị dở thôi. Sách văn mẫu là mấy bài đó cô thuộc hết rồi, bây giờ làm dốc cô trừ điểm em sao? Hai đang viết tiểu thuyết phải không hai? Ừ. Viết về anh Mạnh phải không hai? Anh Mạnh gì? Đọc chưa biết? Ờ em đâu cần đọc đâu nhưng em vẫn biết á. Chị Toàn chị nói em nghe nè. Chị nói hễ Mạnh Mạnh mà đọc cuốn tiểu thuyết của chị á, kiểu gì anh cũng cảm động. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là anh không bao giờ anh đọc tiểu thuyết hết. Ờ tào lao. Chị viết cho chị chứ chị viết cho người ta đâu mà mong người ta đọc. Hai. Gì? Hai là một già văn mà. Bây giờ hai viết tiểu thuyết được, lẽ hai làm cho em bài văn hai làm xong. Vậy thôi bỏ nghề đi. Nè. Đừng có gài hàng chị làm cho em nguyên một bài để học dẹp rồi không biết gì hết trơn trọi nghe chưa. Ngu lâu dốt bền. Tự về tư duy đi. Tự làm đi. Biển đi. Viết đi, ông Mạnh cũng không có đọc đâu. Viết đi. Nhìn gì? Chưa thấy tao té hả? Mua sách nó lửa đi. Nhiều chuyện. Mày định giết ba mày à? Hả? Không biết sao mày chọi? Chọi đại tự nhiên mà chui rồi. Bị vô mà chuẩn bị chọi hả? Chọi đại hả? Đâu biết qua vô đâu. Ta sẽ cầm đầu. Nhớ lại kỷ niệm xưa chứ gì phải không? Nhớ lại hồi đó ông Phúc mấy miếng chọi nó chọi ra con miệng cái mỏ sưng chù vù gãy mấy cái răng chứ gì phải không? Ba, tự nhắc quá khứ. Quá khứ ông nhắc sao có hiện tại con? Đúng không?
Bỏ chuyện này qua bên đi. Sao? Dạ. Cái hóa đơn thanh toán tiền hàng rồi hóa đơn đâu? Hóa đơn thanh toán tiền hàng rồi hóa đơn đâu? Hóa đơn nào? Con giỡn mặt với ba hả? Con thanh toán tiền hàng rồi hóa đơn đâu? À nhớ rồi, nhớ rồi. Hóa đơn đúng không ba? Hóa đơn, hóa đơn. Quá đơn chắc là con để đâu vòng sao? vòng trong nhà để vòng ở đâu để con đi kiếm vòng đi kiếm ở đâu dạ con để con đi bà đợi tiền dư nữa nè còn tiền dư nữa nhớ được lại cho ba nghe cũng may là mình có nghề không mấy nó chọn cái là đi nguyên hàm răng chứ không phải dẫn chơi đâu. Chị em đi chờ đá. Xương trên lá ổi. Ủa chị có đọc con này nữa hả? Chị ơi, chị có đọc con này nữa hả? Dạ đúng rồi. Anh đọc nó rồi hả? Anh thấy nó làm sao? Tôi thích nó lắm. Anh thích nó lắm hả? Vậy xin lỗi, anh có phải làm trong giới phê bình văn học không? Không phải, tôi ở bán sách báo cũ. Dạ anh ăn gì? Cho tôi một tô bún đi. Dạ. Nhất định là em giết anh. Em giết về kỷ niệm của hai chúng ta ngày xưa. Phúc à, em thật là lung manh. Em giết ẩn ý như vậy, làm anh đọc tới lọc lui 40 lần rồi anh mới hiểu được ý nghĩa của trong này. Em vẫn còn yêu anh, yêu tha thiết. Xác mình luôn. Alo. Phúc à, anh có một cái chuyện này anh muốn hỏi em. Có chuyện gì không anh? Quyển tiểu thuyết Xương Trên Lá Ổi là em viết về chúng ta đúng không? Sao anh biết hay vậy? Chính anh đã đọc nó. Chẳng những anh đọc một lần mà anh đọc tới đọc lui 40 lần lận. Em làm cho anh phải đọc tới 40 lần vì các hàm ý của nó khó hiểu quá. Và anh xác định là em giết về hai chúng ta. Em nghĩ cái tứ cho tiểu thuyết mới rồi. Hay rồi nha. Sao? Nói nghe coi. Cuốn này á là Xương Trên Lá Ổi. Đúng rồi. Thì em sẽ viết tiếp phần thứ hai với cuộc đời của các nhân vật. Phần tiếp theo. Phần tiếp theo sẽ có tựa là Mưa Trên Mái Tôn. Mưa Trên Mái Tôn. Wow. Thật là táo bạo. Thật là ghê gớm. Thật là hùng vĩ. Thật là ồn ào. Thật là anh đang có một idea vậy. Em vừa nói em viết cuốn tiểu thuyết thứ hai đúng không? Đúng rồi. Cuốn đầu tiên em viết là giọt Xương Trên Lá Ổi. Đúng rồi. Là chỉ mới là một giọt nước. Cuốn thứ hai em nói là Mưa Trên Mái Tôn. Đúng rồi. Là nó thành nước rồi. Đúng rồi. Anh nghĩ em mình viết tiếp cuốn thứ ba Đường Thắng Sông Lên. Cuốn thứ ba em sẽ lấy tên là Cho Nguyên Một Cái Hồ Nước Luôn. Hồ Nước Luôn. Cuốn thứ ba có tên là Tiếng Rơi Trên Hồ Cá Tra Xuất Sắc Luôn.
Bảo đảm sau khi tiểu thuyết em ra nhà sách, độc giả mua khuyến mãi, mỗi người mua một cuốn tiểu thuyết, tặng một cái khẩu trang, mua nườm nượp như bên bán cá vậy đó. Anh kẹo em. Nói trời rồi, chứ anh nói nghe nè, viết cuốn thứ hai cũng được, nhưng anh có ý kiến nha, cuốn thứ hai em nên chỉnh sửa, em nên mình có nghĩa là mình nên rút kinh nghiệm cuốn thứ nhất, mình làm cuốn thứ hai nó hay, nó có nhiều cái ý trong đó còn yếu lắm. Ủa, cuốn này của em bộ nó có hạn chế gì hả, sao phải rút kinh nghiệm? Hạn chế, anh vừa đọc vô, anh đang hao hức, anh cứ nghĩ là anh cứ nghĩ tới cái cảnh mà hai nhân vật chính nó lên giường với nhau. Vậy mà em viết dài dòng lê thê đọc bệnh chết luôn. Thà là em cho hai nhân vật nó thành thân ngay từ đầu đi, anh đỡ phải đọc tới trang cuối cùng cho nó đỡ mệt. Vậy hả? Đọc nhiều nhức mắt thôi bà. Vậy chắc em phải chuyển qua viết tiểu thuyết hiện thực quá. Sao vậy? Để đáp ứng yêu cầu của anh, em sẽ cho hai nhân vật chính lên giường ngay từ trang đầu tiên luôn. Sau đó, nhân vật nam chính sẽ cấm đầu cấm cổ làm việc nuôi con thấy bà cô nợ luôn. Ý anh phải vậy. Chứ ý anh sao? Lên giường xong cứ thử đi phòng. Đi về! Đi về! Phúc! Phúc! Chờ chút xíu anh còn góp ý kiến nữa nè. 1.380.000. Đem đồ ra xe cho khách đi anh. Dạ anh. Đứng lại. Lấy tiền trong túi ra. Ai bỏ tiền túi kìa, đưa ba tôi đi. Tiền bán cái nồi cơm điện á. Bán nồi. Con triệu mấy cũng lấy lại. Triệu mấy không phải tiền thôi. Nè, đi uống cà phê đi. Trời ơi, ba nghĩ sao có 50.000 ba kia cô đi uống cà phê. Dư quá nhiều rồi. Cà phê bây giờ chỉ có 10.000, 12.000 một ly cà phê thôi. Cà phê bình dân ngoài đường, mát mới vô máy lạnh làm gì cho tốn kém ha? Vô máy lạnh nó mát, uống cà phê. Mát làm cái gì trời bây giờ. Ba. Ôi trời ơi, trung quá. Ngon quá. Dạ con thưa bác. Chào con. Con đi đón bé Thỏ rồi nó đòi qua thăm ông nội với ba. Vậy hả? Dạ. Ba cũng nhớ nó lắm. Chò. Lâu quá gặp cho con. Đi xì cho con nha. Cảm ơn nội. Bác, nó còn con nít mà sao bác cho nó nhiều tiền vậy? Có, nó đáng được vậy. Bà, sao bà chơi bất cập bất công quá vậy? Bà nghĩ sao bà cho con có 50.000, bà cho bé Thỏ 500.000? Nè, ai đó nó đang bị lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, không có được ý kiến ý còn, nghe hiểu chưa? Với lại, bà cho nó vậy, rồi con hướng dẫn nó cách chi tiêu cho nó hợp lý. Dạ. Nó thích mua sắm gì thì con mua sắm cho nó, nghe. Để con ngại, thấy không? Con cảm ơn bác. Qua đây. Còn có nhã ý mời ba đi ăn gà rán không? Dạ có. Đi ha, cha con mình đi. Không có được dụ con nít nghe. Ba hay cho con đang đoàn kết. Ba nở lòng nào ba chia rẽ ba. Không có chia rẽ gì hết nè. Nghe em nội nói nè. Dạ. Tới đó ăn cái gì cũng được, nhưng mà tiền ai nấy trả. Tiền dư đưa cho mẹ giữ, nghe rõ chưa? Dạ. Trời ơi, ba nghĩ sao con có 50.000 sao không trả đủ? Quyết định vậy đi. Đi đi con. Không nội đi con. Không nội em đi. Ừ. Đi em đi. Không có suy nghĩ lại luôn hả? Không. Không có qua lại gì hết.
Mẹ ơi, con khát nước. Ủa sao mẹ buồn quá vậy? Ba con bữa nay mới nhận con rồi. Chắc từ nay ba sẽ ít gặp hai mẹ con nữa. Sao ba nhiều con rơi hả mẹ? Thôi con hai đứa mình. Cái này ai gọi là tiền? Nó phải tiền. Nó phải tiền. Nó chỉ đơn thuần một chữ tiền. Đấy cho cưng hết. Trời ơi. Được rồi. Sợ thế vậy em nghĩ nha. Cho phép cháu. Trời ơi, thiệt, cứ ăn cũng yên như mấy người nữa. Hai mẹ con cô theo dõi tôi hả? Nè, tôi nói lần cuối nha, đừng có làm kiểu đó nữa nha. Bữa nay tôi nghèo lắm, tôi không có tiền đâu, đừng hòng lợi dụng tôi. Anh này kỳ ghê á. Cứ nói chuyện tiền bạc hoài à. Em muốn con nhận ba cho nó không bị thiệt thòi chứ bộ. Con hả? Con không cùng lôi á. Đừng có hòng mà tôi nhận á. Làm sao tôi tin hả? Lợi dụng mệt, đừng có bày cái trò nữa nha. Ăn cũng biền. Kêu ba đi con. Ba. Rồi, tới đây làm gì? Dẫn con tới thăm ba. Ba đâu? Đi vô quán cà phê bên kia nói chuyện, nhanh lên. Gì vậy? Có ba ở nhà không? Cho em vô, dẫn con với thân nội tới đi. Làm thiệt vậy? Đi lẹ lên. Ê, cho em đi với. Cô đi bộ đi. Ê, đợi, đợi. Ê. Cô ở đâu? Tôi tới thăm thằng nhỏ, coi nó có bị sao không? Cảm ơn anh à, anh không cần tới đâu. Tôi đang đóng viện phí cho nó nè. Tôi cũng mang tiền theo. Ôi trời ơi, em mang theo tiền làm gì? Anh ở đâu? Tôi gọi tôi lấy. Bà, ra đây, ra đây, ra đây.
Ra bờ kè ngồi nha. Bà cũng tới coi bệnh tình con sao? Con thấy đỡ bệnh chưa? Dạ con đỡ bệnh rồi, con hơn một chút thôi. Ủa mà sao bé con ở đây vậy? Ba vô nhà chờ má về được không? Con ở chung với má không? Má không có ở chung với con. Má ở một mình, con ở một mình. Chỉ cho ba biết chỗ má ở được không? Con không chỉ cho ba biết chỗ má ở đâu. Ba mua chục con phải không? Không lấy à? Không lấy cất vô. Má con có con ruột không? Con không biết. Má thấy con bán vé số nên nó nói nhận con làm con nuôi. Má không có con ruột. Má có người con nào là con ruột của má không? Con biết không? Yeah. Dễ ăn cực lắm. Tất cả những lời nói từ nãy giờ nằm trong tay hết. Để cho kỳ thị cái thằng chó được nữa không? Má! Lâu rồi! Chạy đi! Lại! 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 Ngồi đây nè. Em lấy cái này. Cho anh một cái này. Anh thích phong cách của quán này quá. Màu sắc trẻ trung, nhìn cái gì cũng ngon hết. À Kevin, anh gọi em tới đây gấp quá, có chuyện gì không? Anh phải về Mỹ. Hả? Anh về Mỹ? Bỏ Mỹ anh có người yêu hả? Bây giờ anh nhớ người ta anh về đúng không? Đúng không? Không, không, không phải vậy. Anh về có lý do mà. Lý do gì nữa? Ở đây á em không lo, còn người ta gọi điện là anh về liền, phải không? Ý anh là vậy đúng không? Không, tại người ta đang bị bệnh mà. Bị bệnh? Bây giờ anh còn nói với em người ta bị bệnh hả? Bây giờ người ta quan trọng hơn em đúng không? Anh coi trọng người ta hơn em phải không? Hả không Kevin? Hả? Trả lời em đi, làm gì anh im lặng vậy? Vậy là em nói đúng rồi đúng không? Anh có người yêu ở Mỹ phải không? Yêu gì chứ? Không là người yêu chứ là gì? Bạn gái hả? Không phải bạn gái. Không phải bạn gái. Anh muốn chối em tới bao giờ hả Kevin? Sao bây giờ anh mới nói? Vậy rốt cuộc đó là ai? Là ai mà anh coi trọng hơn em? Anh nói đi. Là mẹ anh. Mẹ anh bị bệnh. Anh về lo cho mẹ anh. Vậy hả? Sao anh không chịu nói sớm? Em có cho nói đâu. Mẹ anh bị gì vậy? Mẹ anh bị té, không đi đâu được hết. Dạ. Nhà một mình kêu anh về. Anh định về mấy bữa, sắp xếp công việc xong rồi về ngay với em mà. Ừ. Em thấy đúng rồi đó.
Nếu mà mẹ anh bị á thì anh phải nên về liền. Tại vì mẹ là quan trọng, anh phải đặt lên trên hết. Ừ, anh biết mà. Ăn chè đi. Thank you.